Tin giáo sứ cao xá, thánh lễ tạ ơn tân linh mục. Phaero Mai Vũ Quốc Duy. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp giáo Phận Vinh đã truyền chức linh mục cho 10 phó tế dòng Đa Minh. Trong đó có phó tế Phaero Mai Vũ Quốc Duy là thầy giúp xứ cho giáo xứ cao xá trong một năm qua. Chiều ngày 21 tháng 8 năm 2018 vừa qua, tân linh mục Phaero Mai Vũ Quốc Duy đã dân thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ cao xá hiện diện trong thánh lễ tạ ơn có cha cố Phêrô và cha Gioan nguyên chánh sứ giáo sứ cao xá cha chánh sứ cha phó quý sơ tu viện Catarina và tu xá Rosalima quý thầy bà cố huyết tộc cùng đông đảo cộng đoàn giáo sứ trong bài giảng tân linh mục Phêrô chia sẻ với cộng đoàn về những khó khăn những gian nan trong đời tận hiến bước đầu theo đuổi ơn gọi đông bosco nhưng đó không phải là con đường Chúa chọn cho ngài và rồi ý Chúa đã dẫn dắt ngài đến với dòng đa minh thiên chức linh mục như món quà Chúa trao ban cho cha sau khi đã trải qua những khó khăn nhưng đó không phải là đích đến chỉ là một mốc điểm và lại mở ra con đường mới với những gian khó mới cũng như những niềm vui mới với trầm ngôn tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi tân linh mục luôn ý thức tình yêu vĩ đại của Đức Kitô đối với đời mình và khi được bay bổng với tình yêu của Ngài, bản thân được thúc bách để làm những điều Ngài đã làm, để chia sẻ sứ vụ của Ngài. Sau thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn chúc mừng tăng linh mục trong sứ vụ mới. Cộng đoàn gói trọn tâm tình trong những bông hoa tươi như sức sống mới của tăng linh mục, luôn tươi vui và tràn đầy màu sắc. Để đáp lại tình thương của giáo xứ, cha mới cũng có đôi lời cảm tạ và tri ân đến quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn.